Kyoto, Hà Nội. Một buổi trưa mùa thu tháng 8 năm 2020. Mình thường ra đây trước giờ ăn trưa, đi bộ tập thể dục, hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh. Trời trong xanh, nắng vàng, cây cối xanh tốt, và một ngọn dừa mọc trong lõi một cái cây đa mà ta chỉ thấy cái ngọn ở bên trên, thế còn không thể tìm thấy gốc, vì nó là mọc trong bên trong cái lõi của một cái cây si cổ. Ngắm nhìn Hồ Gươm xanh mướt thật là tuyệt vời và thơ mộng. Mình quay để lưu lại những kỷ niệm khi mình còn trẻ và làm việc tại tháp ngân hàng BIDV 194 Trần Quang Khải. Mình rất là thích khu vực trung tâm này vì nó có nhiều cây xanh bóng mát và những khu có thể đi dạo, các biệt thự và cũng tòa nhà kiến trúc theo kiểu pháp thuộc, cây hoa đại này, và đây là một cây chanh. Mình rất thích cây chanh này và nó cũng rất là tự nhiên, có rất là nhiều quả. Sang đây thì có lẽ là cái video này không quay rõ được các cái quả chanh, nhưng ngày nào mình cũng ra đây để xem những quả chanh nó to dần mỗi ngày. Hoa đại này, các cây si cổ này, cây đa cổ này, hoa lan, và ngắm nhìn mọi người. Buổi chiều ở đây thì thường rất là tấp nập, các cháu nô đùa rất là vui mắt. Nhưng buổi trưa thì có mình gặp nhau dưới trời thu Hà Nội, thắm hoàng đỏ rực trong nắng vàng tươi, cùng bên nhau dưới tình thương đồng đội, những treo bạc hồ về giữ khắp nơi nơi, hãy cất tiếng hát nhịp nhàng cùng múa ca, hãy cất tiếng hát trong tình thân ái bao la. Đây là một bài hát khi mà mình được về Hà Nội để là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ. Mình đã mơ ước được về thủ đô